chúng ta hấp liên tục từ 2 đến 3 lần, rồi chúng ta tới tiệm chúng ta nhuộm, thì cái kết quả, cái tóc của chúng ta nó sẽ giảm đi cái mức độ khô, và sau một thời gian xài nó sẽ không bị trễ ngọn. Nên là đây là một số cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trước khi đi nhuộm tóc. Còn những cái bạn không có thời gian, cái tóc mà nhuộm á, thì thông thường á, thì nó dễ bị khô. Sau khi mà mình mới nhuộm xong về thì nó sẽ có cái dạng hơi bị rít tóc như vậy. Và tại sao nó rít tóc? Thì trong quá trình nhuộm thì chúng ta có oxy hóa. Tại vì cái phần trước Hạnh đã có chia sẻ tại sao khi mới nhuộm về nó sẽ khô tóc, thì Hạnh sẽ không phân tích nữa, thì Hạnh chỉ nói sơ qua về cái tình trạng mà sau khi chúng ta nhuộm xong nó sẽ bị khô tóc. Ở đây chúng ta hiểu được tóc để khắc phục những cái tóc mà khô, thì trước khi chúng ta đi nhuộm á, thì Hạnh sẽ có một cái phần chia sẻ như thế này. Thì thông thường ở nhà mọi người sẽ có những cái sản phẩm, ví dụ như là hấp dầu nè, dầu ủ nè, hoặc là dầu xả nè. Thì đó là những cái sản phẩm mà chúng ta xài hàng ngày, chúng ta xài hàng ngày ở nhà, thì cái đó là mặc định. Nhưng chúng ta nên lưu ý những tóc mà nó đang trong cái tình trạng khô á, các bạn tóc khô phải lưu ý nha. Tóc của chúng ta khô là như thế nào? Khô là chúng ta nhuộm những cái màu sáng, khô là chúng ta nhuộm đi nhuộm lại rất là nhiều, khô là chúng ta đã có uống và có nhuộm rồi thì nó được xếp vô là tóc khô. Còn mà tóc mà hư tổn nặng là những cái tóc mà tẩy một thời gian mà không có dưỡng thì gọi là tóc hư tổn nặng. Hoặc là tóc mà uống bị cháy thì gọi là tóc hư tổn nặng, hoặc duỗi mà nó bị quéo ngọn thì tóc đó là tóc bị hư tổn nặng. Thì chúng ta xếp hai cái thành phần tóc ra để chúng ta hiểu được là tóc chúng ta đang ở cái mức độ nào. Thì để bảo đảm được cái tóc của mình sau khi nhuộm ra nó có độ bóng, thì bản thân Hạnh cũng như tất cả người thợ mong muốn những khách hàng của mình hiểu được cái quá trình trước khi nhuộm. Cái sau khi nhuộm thì Hạnh đã có chia sẻ rồi, và trước khi nhuộm ở đây á, là chúng ta sẽ dưỡng tóc trước khi chúng ta đi nhuộm. Có nghĩa là những cái tóc mà khô á, thì chúng ta nên hấp dầu ở tiệm ít nhất từ 2 tới 3 lần. Vì sao? Vì khi mà chúng ta hấp dầu ở tiệm như vậy thì nó sẽ bù nước vào trong tóc. Bù nước là cho tóc mình, tại vì tóc mình sau một thời gian á, chúng ta không dưỡng, chúng ta đi nắng đi gió thì gần như là bị mất nước đi. Mất nước thì trở thành những cái tóc bị sơ khô. Thì việc chúng ta hấp dầu tại tiệm, vì trong quá trình hấp dầu thì nó có hơi ẩm của nước mà nó bốc hơi ra, các bạn thấy những cái tóc mà nó nóng mà nó có bung hơi ra, thì cái quá trình mà bung hơi như vậy thì nó sẽ bổ sung nước vào trong tóc, nó giúp mở miễu bì và đưa nước vào trong tóc, tạo cái độ ẩm trong tóc là một. Thứ hai, những cái sản phẩm có những cái chứa những chất collagen hoặc những cái chất mà chống nhiệt hoặc những cái dưỡng chất mà liên kết thì nó sâu hơn trong cái quá trình mà chúng ta mở biểu bì ra. Thì khi sâu như vậy, chúng ta hấp liên tục từ 2 đến 3 lần, rồi chúng ta tới tiệm chúng ta nhuộm, thì cái kết quả, cái tóc của chúng ta nó sẽ giảm đi cái mức độ khô, và sau một thời gian xài nó sẽ không bị trễ ngọn. Nên là đây là một số cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trước khi đi nhuộm tóc. Còn những cái bạn không có thời gian, các bạn không có thời gian ở nhà thì các bạn nên gội đầu. Hạnh nói những trừ trường hợp mà các bạn không có thời gian ở nhà, thì trước khi chúng ta nhuộm chúng ta nên gội đầu và ủ dầu ở nhà 5 lần. Vì khi chúng ta gội như vậy, chúng ta cho tóc vào, chúng ta massage như thế này, chúng ta ủ xong, chúng ta nên có một cái khăn ấm á, khăn nóng á, chúng ta ủ lên, hoặc chúng ta có thể là có những cái máy xông mini ở nhà, chúng ta có thể đưa tóc lên chúng ta xông tạo cái độ ẩm cũng được. Những cái sản phẩm mà xông lên mặt đó, chúng ta có thể xông lên tóc vẫn được. Thì đó là những bạn mà không có thời gian ra tiệm. Khi chúng ta ủ dầu như vậy,
chúng ta bảo vệ cái tóc của chúng ta trước khi nhuộm, thì sau khi nhuộm cái mức độ khô nó sẽ giảm và nó tăng được cái độ bóng, và nó bảo đảm được cái tóc của mình sau một thời gian nó sẽ không bị chẻ ngọn. Đó, đây là những cái phần mà mình muốn các bạn trước khi đi nhuộm cần phải lưu ý. Còn cái đối tượng thứ hai là những cái đối tượng là uống tóc mà nó bị khô ngọn hoặc bị cháy ngọn, hoặc dụi tóc hoặc bị chảy ngọn gì đó và vân vân. Đó là những cái trường hợp hư tổn nặng, hoặc tóc mà sau quá trình mà chúng ta tẩy mà chúng ta không bảo vệ được á, thì nó chuyển sang khô sơ, thì những cái tóc đó là những tóc mà hư tổn nặng, thì cái việc chúng ta nên cắt bỏ cái phần hư đi. Cái điều mà Hạnh khuyên ở đây, chúng ta nên cắt bỏ những cái phần bị hư tổn đi. Đối với tóc uống thì chúng ta nên cắt bỏ những cái phần mà uống bị cháy hoặc bị quéo. Đối với tóc duỗi thì chúng ta nên cắt bỏ đi. Và chúng ta cũng dưỡng y xì những cái phương pháp đầu tiên vậy đó. Sau một thời gian khoảng chừng 5-6 lần chúng ta làm nhiều hơn, rồi chúng ta đến tiệm để chúng ta thay đổi màu tóc, thì nó bảo đảm được cái tóc của mình. Bảo đảm ở đây á là không phải lên màu như thế nào, vì màu sắc là do người thợ pha chế. Còn chúng ta đang nói về cái chất tóc, cái chất tóc và cái sợi tóc của chúng ta. Ở đây Hạnh không nói về màu, Hạnh chỉ nói về nhuộm, nhưng Hạnh không nói về màu. Và Hạnh chỉ nói về cái chất tóc của mình, để bảo vệ được cái chất tóc của mình. Vì chỉ có cái chất tóc khỏe thì nó mới bóng được, bóng một cách tự nhiên. Và sau một thời gian từ 1-2 tháng hoặc 3 tháng gì đó, chúng ta có muốn thay đổi màu hay chăng nữa, hoặc 6 tháng chúng ta có muốn thay đổi màu hay chăng nữa, thì cái tóc chúng ta vẫn không bị hư tổn. Vì trước khi chúng ta nhuộm, chúng ta đã bảo vệ nó rồi. Đó. Và mình thấy có một số bạn là chỉ sau khi nhuộm tóc xong mới bảo dưỡng tóc. Còn trước khi nhuộm chúng ta không bảo dưỡng tóc, thì cái đó là một cái hiểu sai về nhuộm. Hiểu sai khi chúng ta đi làm tóc. Nên là cái vấn đề là bảo vệ tóc trước khi làm cực kỳ quan trọng. Nên là các bạn cần phải hiểu được, kể cả uống, kể cả nhuộm, kể cả duỗi cũng vậy. Ba cái kỹ thuật đó, ba cái dịch vụ đó đều sử dụng đến thuốc. Và khi có những cái sản phẩm thuốc nó vào tóc của mình thì mình cần bảo vệ trước khi mình làm, thì nó tăng cái mức độ hiệu quả hơn. Và Hạnh cũng muốn những khách hàng của Hạnh trước khi đến, chúng ta hiểu được những cái lý thuyết căn bản về chăm sóc tóc, thì cái lúc đó chúng ta mới tạo ra được một mái tóc đẹp cho bản thân mình, cũng như là tạo ra những cái kỹ thuật và chia sẻ cho tất cả mọi người đều hiểu những cái phương pháp, cũng như những cái bạn học viên. Chúng ta phải nắm được những cái kỹ thuật này để chúng ta bắt buộc phải chia sẻ cho khách hàng của mình. Bắt buộc phải chia sẻ cho khách hàng của mình. Và cái người khách hàng phải hiểu những kỹ thuật căn bản nhất, những lý thuyết căn bản nhất, để chúng ta có một hình trang để làm đẹp cho bản thân mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi chia sẻ ngày hôm nay.